Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là cặp Boss 601 Series 2, hàng đó bay về, còn nguyên cả cái thùng mà hàng bên nước ngoài về. Bác nào mình chốt cặp này thì alo cho em, muốn sưu tầm những cặp đẹp. Cặp này giá 32 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Cái kênh còn bóng bẫy luôn nha. Đây mời các bác cùng xem nha. Còn ống ánh luôn nha, kim tiến luôn nha. Đẹp không điểm trừ nha các bác. Thùng gỗ lạng rất là đẹp. Em sẽ que thùng vách trước này, các bác thấy đồ đẹp và góc cạnh của loa nha, cực kỳ nét luôn nha, không điểm trừ nào luôn, từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên. Giá 32 thì đã bao gồm phí ship. Các bác thích vừa nghi vừa hát vừa trưng bày, yêu thương hiệu Boss. Boss thì một trong những dòng mà vừa nghi vừa hát rất là đẳng cấp, được sử dụng nhiều nhất, yêu thích. Đây các bác cùng xem nha. Đây là phía cạnh này, cạnh bên tay trái. Bác là chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 300.000 nha. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, phí thu hộ là 1%. Giá bên em là luôn bao ship cho các bác nha. Lo đẹp nha các bác. Hai các bác cùng xem góc cạnh đó này. Lo đó bay về, nó mạng về thì cực đẹp rồi. Đây là tổng quan phía bên tay phải này. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Tí nữa em sẽ mở e-can thì các bác cùng xem mà nội thất ở bên trong. Tiếng loa này vân vân. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Tất cả bao zin hết nha, tuyệt đối luôn nha. So với những con Boss này thì series 2, 601 series 2 này các bác ghép với những âm ly đời nông hoặc là san xui, kể cả những dòng rề bao của cover hoặc là Boss QC Crown đều đánh rất là tốt nha các bác. Cặp này series là 00 01 015 nha các bác. 01 015 00 01 537 00 01 539 nha. Trạm loa có thể trạm loa rất là mới luôn nha, trạm loa là trạm loa càng cua mỏ chim nha, đều sử dụng được ok hết. Rồi về thùng vách là bề ngoài của nó là đẹp, không một điểm trừ nha. Rồi sau đây mời các bác cùng tháo cái kênh và xem nội thất tiếng loa bên trong. Vâng, mời các bác cùng xem tiếng loa. Cặp này tiếng loa đẹp tuyệt vời luôn nha. Đấy, đúng cặp là phải tiếng loa nó sẽ đều nhau nha các bác. Logo phía trước và một cái bát đứng hướng trước và một cái bát hướng lên, một lỗ thông hơi phía trên. Tiếng loa mic chép này. Đấy. Cực đẹp nha các bác, nguyên mặt mạc luôn nha. Hai cái trên. Đấy, tiếng loa bass này các bác, rất đẹp luôn nha. Đấy, bác nào yêu thích cặp Boss 601 Series 2 này thì alo cho em, 32 bao ship chỉ không đủ bớt 300.000. Nó còn hai cái thùng bên Mỹ gửi về rất là lớn nên là các bác ship từ giờ qua Mỹ cũng không sao hết nha. Ba nguyên mộc mạc luôn nha các bác. Đấy, nguyên mộc mạc và rất là đẹp nha. Và giá vẫn như cặp mấy cặp trước đó là 46.500.000. Đã bao gồm phí ship, nếu các bác nào mình chuyển khoản đủ em sẽ bớt 1% của cái phần COD đi, khoảng là 500 là còn 46 bao ship nha. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, vẫn là giá 46.500 và phí thu hộ nó sẽ phát sinh là 1%, có nghĩa là phí thu hộ tiền đấy các bác, họ đem tiền về cho em đấy. Nên các bác nào chuyển khoản đủ thêm sẽ bớt cái tiền ở đây, mình đỡ được mớ tiền, mình cà phê cà pháo ăn sáng thoải mái luôn. Vậy với cặp loa rất là đẹp như này, 601 Series 3 là dòng đầu bảng của Boss, sở hữu hai bát 20 và 4 cái chép thì nó không khác gì hai cặp Boss 301 Series 3 cả. Nhưng mà nó tích hợp với một cấu hình thùng là ma trận bên trong và cho ra âm thanh tuyệt vời hơn những dòng khác. Đây, đúng cặp trong series hết nha các bác, rất đẹp nha. Lo mộc mạc luôn. Em sẽ que thùng vách trước để các bác cùng xem. Các bác cứ bật chế độ Full HD lên mình xem, nó như là cận cảnh em que đó.
Đây. Các bạn thấy để không? Đây. Tổng quan phía bên tay phải của thùng loa. Tí nữa là em sẽ mở cái kênh để dài quay cho các bác được thấy được cái tổng quan nha. Đây, đây là cạnh trái nha các bác. Tổng quan của cạnh trái. Giá thì cực tốt cho các bác nha, bao giá các bác luôn, loa loa chắc bãi về. Hàng em đấu về không qua te thông trung gian nên là giá nó hợp lý, các bác là mình mua sở hữu được thì mình hoan hỷ thôi. Đây, cặp này series là 18637 nhé các bác, 18637 USA. Đây, lỗ thông hơi phía sau. Rồi sau đây em tháo cái kênh để các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Vâng, và sau đây mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của cặp 601 Series 3. Nguyên mộc mạc nha các bác. Tại sở hữu 2 bát 4 chép. Đây các bác có thể thấy nguyên bụi chất bãi luôn nha các bác. Về chỉ việc là thôi thổi bụi vệ sinh là sử dụng thôi. Đấy. Nguyên bụi bãi chưa đụng chạm đây các bác. Về chi việc em lấy cọ em vệ sinh bụi bặm thôi. Sắc cao động hoàn hảo nha. Bác nào mình chốt cặp này thì alo cho em. Giá bao ship là 46.500.000. Chuyển khoản đủ là em tính 46. Giá luôn luôn tốt cho các bác. Và hàng thì cực đẹp nha. Tất cả bao riêng tuyệt đối cho các bác nha. Cặp này các bác về trưng bày và hát karaoke gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát tuyệt vời. Rồi liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh em nha.